Nhận định bóng đá Tottenham với Fulham, 1 giờ ngày 31 tháng 12, vòng 16 ngoại hạng Anh. Tottenham Hotspur cần tối đa hóa số điểm có thể kiếm được trước những đội bóng yếu như Fulham nếu còn muốn cạnh tranh ngôi vô địch ngoại hạng Anh. Cập nhật đội hình ra sân, tỷ lệ kèo. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thêm trận đấu mới nhất nhé. Tottenham sẽ khép lại năm 2020 bằng trận đấu trên sân nhà tại Premier League trước Fulham. Một chiến thắng sẽ giúp họ và những cổ động viên của mình có thể đón năm mới trong niềm vui trọn vẹn, đồng thời làm sống lại hy vọng đua vô địch. Gà trống đã vươn lên ngôi đầu bảng sau chiến thắng trước Arsenal hồi đầu tháng 12, nhưng kể từ đó đội bóng của Mourinho đã trượt dài với chuỗi thành tích kém cỏi. Hai thất bại trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Liverpool và Leicester, cộng thêm hai trận hòa với Wolves và Palace đã đẩy Spurs xuống vị trí thứ 7. Cách duy nhất để đội bóng thành London chấm dứt chuỗi trận tệ hại này là phải có được chiến thắng trước Fulham. Đây được đánh giá là thua kém Tottenham về mọi mặt, từ lực lượng cho tới phong độ. Đoàn quân của huấn luyện viên Scott Parker đã không thắng bất kỳ trận nào trong 5 vòng đấu vừa qua. Tuy nhiên, Fulham cho thấy mình là một đội bóng khó bị đánh bại khi có tới 4 trận hòa trong chuỗi trận này. Ấn tượng nhất là trận hòa 1-1 với nhà đương kim vô địch Liverpool. Đội bóng phía Tây London đã thua 10 trong số 11 lần gặp Spurs gần nhất ở Premier League. Chiến thắng duy nhất diễn ra tại White Hart Lane vào tháng 3 năm 2013. Dự đoán Tottenham với Fulham 2-1.